Okay, now we read the new word first in unit 30. Sound. Sound. Tạm phân sound này tu tấu kê xe ăn miên ẹ thế. Heard. Heard. Plan. Plan. Tạm phân thông đá cứ ăn xe miên ẹ thế. Mình miên ẹ thế để xa vi phụ ở chân ạ. Anh đi sau này kê sắp thèm ẹ. Sit. Sit. Thèm ẹ xe mặt lưu phụ ở chân ạ. Stone. Stone. Time S not the level of the some hole, time S not the level of the net. And even now, run more jum loan, men run more yegu, run more jum loan. But how much jum loan? Lies, lies, a kale, animal skin, animal skin, Tom Nas, skin not mean a day, the size of not the level of the net. Hand, hand. Okay, now we start our lesson. Unit 30. Cool memory. What happened? Really? Tawai ban ka lang yang perpakat. What happening in the future? Tawai kampung ka lang no knong lupia. Yes, tell your partner. No knong mirin ni kub on nang talk about things that happened and existed in the past. Chúng ta có lần chạy đi dây vì sự cảm thiệp ở tại đây cả. Rồi mình đến tí, một phần phần buồn. Nó không mình đến lý lực rưu bàn cho chế phần đất chí video xâm rạp. Ở phần liên, bản thái, nó về phần, liên lực chạy. Xâm rạp phần xoay xoay. Mình toàn sau của cái bộ này mới bị tổ bọc lúc lũ làm việc là bây phùng rớt chúng lại đang là bọc bốn hoặc là chuyện một tập những chạp đá. Did you guess right who took our name? Okay, now listen. Nếu bây đẹp ôn sắp ôn ai mơ nó tổng phò càng trọng là bây phốn nghi dấu càng trọng bài. Nếu bốn mơ nó tổng phò thì bị rồi một phây phần mối. Tape script 10.30.1. Avon's baby is missing. Who took her? Mr. Savan is here to help. He will find out who took Avong's baby. Tell me the truth, Bopin. Did you take Aroni last week? No, I didn't see Aroni last week. I didn't visit Avong. I went shopping with my friends after school. I bought 3 pairs of shoes and a notebook. Then I went home. I had dinner. I did my homework. Then I slept at 9. All right then. Now, Linda, tell me the truth. Did you take Aroni last week? Of course not, Mr. Savan. I hate birds. I took my dog for a walk last week at the park. When I came back home, I spoke to my friends in England on the computer. Okay, okay, I get it. It's your turn, Dara. Tell me the truth. Did you take Aroni last week? No, no, no. No, I didn't, Mr. Savan. I was really busy last week. After school, I helped my mom and I played football with Supal. Then I bought some presents for my younger sister. But I forgot to do my homework. Is that so, Dara? Supal, tell me the truth now. Where is Aroni? Did you take her last week? No, Mr. Savan. I was really busy last week too. I did my homework and I swam in the river. I also played football with Tara. Oh, I remember now. I saw Aroni flying. Yes, she flew past me by the river. Hey, what are you looking for me? I went swimming last
Okay, ta lu bỏ prai ơi con snap nơ tụm pô khăng chống. Thế biết cứ 10.30.1. Ta chăm snap tụm ọc nơ tụm pô khăng chống pô tiếng mơ. 229. The baby missing. Our baby is missing. A baby របស់ Avon នឹង គឺ Who took her? តើ នរណា យក នាង យក វា ណា Mr. Swan is here to help. លោក Swan នៅ ទី នេះ ដើម្បី ជួយ. He will find out who took Avon baby. គាត់ នឹង រក ឲ្យ ឃើញ នរណា យក baby របស់ Avon. Mr. Swan និយាយ Tell me the truth ប្រាប់ ខ្ញុំ ការ ពិត មើល បបផា. Did you take Aroni last week? Tanya ban yok Aroni kapi sabda monru? Bopha. No, I didn't see Aroni last week. Yaman ban khun Aroni de kapi sabda mon. I didn't visit Avon. Yaman ban tulen Avon de. I went shopping. Yam to tay yuan chi mui mật pet bok yum. After school, when topi sala. I bought 3 pair of shoes. Khiom ban tinh bài trường bài cú and a notebook hai nâng sự phấu còn tra mùi. Then I went home. Phần tốt mốt khiom ban tục tiệc. I had dinner. Khiom hô bà hà bê lình hình. I did my homework. Khiom ban phơ homework rồi bọc nhộm. Then I sleep at night. Phần tốt mốt khiom kế nơ máu rồi buồn. Mr. Sovan. All right, mình ấy tên chẳng. Now Linda, I love Linda. Tell me the truth, prap. Khyom ka pat mơ. Did you take Aroni last week? Tana ban yok Aroni ka pi sop da mon rư? Linda, of course not. Tam pat man te. Mr. Sovan, I had bird. Khyom man choy chat bạc sa bạc say te. I took my dog for a walk. Khyom ban yok shikai rô bạc khyom ta da le. Last week ka pi sop da mon. At the park, no ai xuân chba. When I came back home, the pede khyom mok tia, I spoke to my friend. Khyom ban nyei to kan mot phea robos khyom. Spoke no ma pie speak. No knong prateh angle on computer tam computer. Mr. Swan nyei okay okay, I get it khyom tatu ban. It's your turn, vie chi wen bos neak turn turn nang wen. Yeung at bo tha talop bae de ko vi chen na. Vi chi wen bos neak dara. Tell me the truth, prap khyom ka pat ma. Did you take Aroni last week? Tanak ban yok Aroni ka pi sapda mon ru? Dara. No, 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 te, te, te. I didn't, khyom ban te lok so van. I was really busy last week. Khyom ruvol men ten ka pi sapda mon. After school, ban to pi sala, I have my mom, khyom chui ma ra bok khyom. And I play football, hai khyom lay ba toan. Then I bought some present. Come. I ban tình bọt nó một việc bài. Nhưng ban tình âm nói khá mẹ cả đô khá. Xem rạp bốn sợi bầu được bọc nhóm. Giang ghét sister. Bạn có một tác chung plịch thuê hôn vợ bọc nhóm. Mr. Swan dạy thả. Is that so? Ta nâng chân rứ đà rá. Support. Tell me the truth. Bạp nhóm cả bật mươi là nhiệt. Where is Aroni? Ta Aroni nào ai nà? Did you take her last week? Tana ban yok via ka pi sop da mon ru? So Paul jay tha, no, no, Mr. Sovan. I was really busy. Khyom ruvol men ten ka pi sop da mon phong dai. I did my homework. Khyom thua homework ra bak khyom. And swam a bit swim. Hai khyom hai tuk no khnom tan le. I also play football. Khyom leng ba toat chi muoy nang da ra phong dai. I remember now, khyom chong cham hai lao niet. I saw Aroni, khyom ban khoeng Aroni, flying her. Yes, she flew mok pi fly. We ha kat mok khyom, tok bai ton le. Aroni yei tha, hai sus day, ta nak kom pong rok khyom ru. Khyom ban to hai tất ka pi sap la mon, ko pa tae khyom nang man da thua vie ma dong tiet ti. Ba yei cho yei lang a vong chay mok. Okay. Listen again. Put a tick
or cross next to the sentences. ចំពោះអាចស្ដាប់ឬក៏ទៀងមើលនៅទំព័រខាងចុងហើយដាក់ tick cross ខ្លួនឯង Bopha went shopping yesterday. Bopha បានទៅទិញអីវ៉ាន់កាលពីម្សិលមិញ 2. Linda phoned her friend in England. Linda បានទូរស័ព្ទទៅមិត្តភក្តិរបស់នាងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស Dara bought some shoes. Dara បានទិញស្បែកជើងខ្លះ Dara didn't do his homework.ដារ៉ាមិនបានធ្វើ homework របស់គាត់ទេ So Paul went swimming yesterday. So Paul បានទៅទិញអីវ៉ាន់ហើយបានទៅហែលទឹកកាលពីម្សិលមិញ So Paul saw Arne. So Paul បានជួប Arne នៅក្បែរទន្លេ by the river នៅក្បែរទន្លេ Look at the sentences. Answer the question. She bought a notebook. Did she buy a notebook?នេះ bot នេះគឺជាទម្រង់អតីតកាលនៅពេលយើងបង្កើតជាសំណួរយើងយក did មក Did she bought a notebook? Yes she did. No she didn't. They bought a notebook. Did they buy a notebook? Yes they did. No they didn't. Tick or cross. Bought, talk and wrote. ពាក្យថា bought ពាក្យ talk ហើយនិង wrote នឹងគឺជាឧទាហរណ៍នៃគេសັບអតីតកាលbought នឹងមកពាក្យ buy talk មកពាក្យ tag road នឹងមកពាក្យ price we use past simple verb យើងប្រើ past simple verb ដើម្បីនិយាយអំពីឥឡូវ no អត់ទេយើងប្រើ did នៅពេលដែលយើងសួរសំណួរក្នុងពេលអតីតកាលអានោះគឺ tick match the word គូកងពាក្យជាមួយនឹងទម្រង់អតីតកាលរបស់ពួកវា listen check listen and repeat great.He had a read, saw, put, drank, spoke, swam, did, came, talk. Thế nhưng ai dạy ta go, went, come, came, drink, drank, read, read, speak, spoke, do, did, see, saw, swim, swam, take, talk, put, put. Ok, ta đọc từng ngọt đi. Đọc lại từng ngọt vô. Tape script 10.30.2 Go Went Go Went Come Came Come Came Drink Drank Drink DrankRead. Read. 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 Speak. Spoke. Speak. Spoke. Do. Did. Do. Did. See. Saw.See, saw, swim, swam, swim, swam, take, took, put.Okay. Which two words do not change? តើពាក្យពីរមួយណាមិនប្ដូរនៅពេលដែលយើងសរសេរពួកវានៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹង read យើងសរសេរដដែលតែយើងបញ្ចេញសំឡេង read put បាទយើងមានពាក្យពីរ Write 3-4 sentences about you. Write 2-3 sentences about youAsk and answer question with your partner. Did you guess right? Did you buy shoes yesterday? តើអ្នកបានទិញស្បែកជើងកាលពីម្សិលមិញឬ? No, I didn't. All about Dino. What are these photos of? តើរូបភាពនេះគឺអំពីអ្វី? Tell your partner. Listen and check then.
Listen and repeat. Okay, ta phone snap to mark here. Phone jump snap. Hit me like my lonely. Mean sound, hurt, plan, sit, stone, hole, lie. Sound nó cứ xô xùm lên. Hurt nó vừa chứ, trâu đồ bùi nó cứ hurt. Plan nó đắm, sit nó cọp thay dịch chết. Stone đông thơ mó, hole nó vào hông rốn. Lie nó cứ lử, cứ gọi sra là chứ nha. Lie nó. Bởi con liếm là sra, lại. Bởi chỉ nó cứ bình lử. Point 30, point 3. Seeds. Seeds. Holes. Holes. Plants. Plants. Sounds. Sounds. Light. Light. Hurt, hurt, stones, stones. Biết sau nó cứ sâu sầm lên, lưỡi sâu sầm lên. Hurt nó trâu được bùa được gọi chữ. Plan trên đó nó cứ được cái chuyện là sit nó crop thôi nhỉ chuyện mình ổn mình phải dài mình này nữa. Stone đồng mỏ hồ nó mà hào nó được gọi run. Line and strand. Look at the photo. What are they of? Tap William be away. Guess the aimer. Tell your partner, prop thy good about that. The aimer, oh. Read quickly. Did you guess right? Then I tee. Trump trotte. Dinosaur lived 65 million years ago. Sắt dinosaur nó luôn nâu cả vì học tập răm liên chân làm một. They live on island. Bộ viên nó luôn nâu lời cỏ. Hai bộ viên luôn nâu bàn dựa phê một rối phát sập liên chân làm. They live for very long time. Bộ viên luôn nâu dù á. Và luôn nâu cả vì dù ai. They walk bộ viên đào hay là một rốt lươn á. Bộ viên rốt lươn chiếng sắt ở tây tiệt. Nó ai phê nó. Dinosaur, the jay, tàu kia tàu vay nhầm mọc phòng này. Chạy như thế này. Phụ viên the jay đòi xô xùm lên. Baby dinosaur, cô dinosaur, thua rồi xô xùm lên lử. Bà sân phụ viên khuyên, rưu gò trâu được bố chư vậy nè. Phụ viên thua xô xùm lên, bà sân bà phụ viên trâu ca chùm nồi, ca chuối. Phụ viên ai lử. Phụ viên ai lử. Đó là hiếm sức ngặt, mẹ quiet and loud sound. So xong lên, hiếm sức ngặt hai lưỡi. What color? Ta, sắt dinosaur nó bỏi. Well, khắc cứ bỏ thân out, hai bỏ bài tỏ. Hai khắc bỏ xoài, bỏ tự cội, bỏ khiêu, bỏ hòm, bỏ lương, hai nó bỏ cà trụ. Chẳng mình bỏ cho nó. Một lúc này, đã sắc xa bị dinosaur cất tha bỏ ra bỏ vía cứ important, sống khẳng. Some dinosaur, sat dinosaur, khác cứ si, rồi bị chết. Bộ vía si sạc chớ hay nực rộp thành chết. Hai chun cá, đồng thmo phòng đài. Còn bản tế sat dinosaur khác, quay lại nè. Bộ vía si sạch. Chân ta bộ phê khác vì si sạch. Bộ vía si sạch là tế tiết hay nâng sat dinosaur là tế tiết phòng đài. Sat dinosaur khác, miền thmênh học sập. Thmênh biết học sập. Phụ viên Phật mình những lầm bay bóng bay đồng bóng bay chân để sạch rừng rừng hay là sạch thùng thùng sạch đài là sơ khắc ai hay tật cầu đáp viên mình bạn làm chơi hào để học thì phụ viên hay tức nó không tuần lê thùng thùng hay là sổ mật sạch đài là sơ nó miên bóng chỉ tràn khắc cứ tội đôi gọc lên bàn chẳng đi chẳng khắc thùng thùng đôi bàn toàn ồ ta đã tìm ở vầy sát dinosaur thường ớt miên bà hông nó bị cỏi phânê bà hông cứ thua ở phânê những cái phlư lại lại nó phlư lại và con niếm mới tiết bỏ ra xa lại nó chẳng
Read again. Complete the sentences. Dinosaur talk to each other by making sound. Sắp dinosaur nó cứ nhìn dây khía đòi vừa số xuống lên. Dinosaur had very different. Dinosaur eat meat and some dinosaur could, some dinosaur couldn't. He had hole in there. Okay. Draw the dinosaur. Cái ở dân lên game bên tay lục rùm bên ai cho ở bốn lên bán. Work with your partner. Student A turn to page 236. Student B turn to page 240. Listen to your partner. Correct the mistake. Student A. This dinosaur name is Tyrannosaurus Rex. Chmua dinosaur ni chmua tha Tyrannosaurus Rex. Via si ruk chit. Via min thmanh hok sọc. Via min kaba tol. Via klang ah strong. It was via klang chiang lom rai. Via thong. Via thong chiang trai seratok. Via min kaba pi. Hai nâng đai tội tội. Student B. This dinosaur name is Triceratops. Chmua rộng bọc sắp dinosaur ní cư miền chmua thá Triceratops. Viên si sạch. Viên miền thông minh phải một phẩy. Viên miền trường buồn. Viên miền viên cư chứa sắp dinosaur đã lươn. Khi ông đau dượt dượt. Viên miền viên miền sạch lờ mọt. Viết pra snai vì nâng đồng bay viê tớ sạch ai nâng sơ rồi tế tiết hai nâng sẵn. Nhưng bộ là toán bộ là ai đạp xa lòng với nhé. All about Kelman. Kelman. Find the word in the picture. Animal skins by sẵn. Kel nâng ruồng nó mất kéo. Hắn nâng bò banh bà mạnh. Vì hắn nâng cứ bò banh rưu bà mạnh. Kelman mà lúc nó ruồng nó mất. Listen and check, then listen and repeat. Đọc hai bình nhật mới và tổ mốc đọc hai nâng dây tạm. Chân phụ ôn chậm đọc. Thêm nâng. Cụ an hai phụ ôn đọc thêm đó. 1. Animal skin. Animal skin. A cow. A cow. Hunt. Hunt. Amica lived a long time ago. Amica, rút nâu bê đà dũ còn lòng thổ hại. What did she do? Ta niên thua vấy. What did she have? Ta niên miên ở vấy khá. Guess the gamer. Tell your partner. Had friend, don't have a book. Amica. Read quickly. Did you guess right? Ta nạ tư tiê trao tế. Amica lived for lived a long time ago. Amica rút nâu UI và bị lòng thổ hại. Nhiêng miền ảy dụng mở rò ở một phố mở mơn pram quan sinh nằm môn. Nhiêng bàn bẹc vó mở bẹc vẻ. Nhiêng bàn bẹc xâm liêng bẹc để thua bị bài sẵn. Xâm liêng bẹc bọn nhiêng cứ bọt thân out hay nâng bọc mạo. Xin đi đẩn nhiêng mần miên. Cho nà nhiêng mần đại mần ngút tất cả chú tê. Còn tết niên chung ca tòa hai tức nó không tuần lệ. Sì lì vịt niên rút nâu chì mùi cổ xa rộng hoàn niên. Hai nâng mùi rút đợt tầy tiền. Sì didn't have. Niên mình biến tết mùi tề. Niên rút rút nâu không rút nông. Sì slap niên kênh nâu lơ đầy. Niên mình biến kre tề. Niên rút nâu rút nông xinh xinh nê chì tràn tiền. Vì bước phụ bía. Vì bước phụ kê nâng bàn đào tràn. Phụ kế mình đai nâu khăn ông mùi cảnh lại tế. Niếng cho chặt rộng hai niếng lên. Gèm chỉ mùi nâng mấy mấy đợt tay tiền. Phụ kế lang đàm chớ hai nâng rốt. Chung bởi nhu rùm khăn ông. Niếng miên mật phẹt chỉ chán. Niếng mình lấy ba tọt tế. Thứ miên nâng nam mình lại lấy ba tọt nâu ai về lần tế. Niếng mình đai tàu tên nhảy vắn. Mình miên hang tế. Niếng hộp trái nâng nhằm trái hai nâng rộp chịt. Ai đang sắt ở tay tiền. Nếu nhằm play chơi chỉ chán.
ឪពុករបស់នាងគឺបាញ់សត្វហាន់ហាន់ហ្នឹងបងបាញ់បាញ់សត្វហើយម៉ាក់របស់នាងចំអិនពួកវានាងបានធ្វើទូកផងដែរនាងមិនទៅសាលារៀនទេនាងមិនអាចអានហើយនឹងសរសេរក៏តែនាងអាចគូររូបភាពនាងអាចគូររូបភាពសត្វនៅក្នុងរូបភ្នំដូចជា lion តោ tiger ខ្លាហើយនឹងដំរីនៅក្បែរពួកគេនោះនាងខ្លាចពួកវាណាស់នាងខ្លាចសត្វចម្លែកផងដែរបើសិនបងស្ដាប់អត់ទាន់បងអាចមើលសារអត់វិញ Read again answer the question ឆ្លើយសំណួរជាមួយ yes she did no she didn't write the answer in your notebook 1 did Amika wear clothes តើ Amika ពាក់សម្លៀកបំពាក់ឬ yes she didDid she have a house? តើនាងមានផ្ទះឬ? Yes ឬក៏ No? Did she live alone? តើនាងរស់នៅតែឯងឬ? Did she eat banana? តើនាងញ៉ាំចេកឬ? Did she go to school? តើនាងទៅសាលារៀនឬ? Did she make friend with lion? តើនាងបានបង្កើតមិត្តភក្តិជាមួយសត្វតោឬ? វាមាន Yes she did ហើយនឹង No she didn't. Draw some picture. What things are different?People live in cave, we live in houses. Okay, we didn't hear you jump on that. But then on, when you're strong, I won't move it over. The blue side is my... But, so, I won't move it over. I need a bunch of night, baby, here. Move it over, go down, be down, right, jump. So, come up on, and check. Clang, jing, but then on, I'm not strong, I won't move it over, jump, side, and wing.សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Goodbye ជួបគ្នានៅមេរៀនទី31